Tôi vẽ cái con tiện này nó chắc là chưa đầy 3 phút. Nó sẽ rất dễ. Nha. Đây. Nó chậm rãi mà làm việc thôi. Reo linh này. Và chọn một cái thanh này. Cái đi thoại. Và đắp đi kết này. Bạn chọn đây là reo linh. Ví dụ như là con tiện này ạ. Tê tê này. Tầm này nó không nghĩ được nhiều nữa đâu. Ok. Để nó cao 900 để nha. Ok, vẽ nó hình cong đi. Bây giờ quy định với nó bỏ vòng vành móng ngựa rồi đúng không, cũng như này nè, bạn thấy nhẹ đúng không, cái hàng này to rồi, nó chất. Bây giờ đầu tiên là tôi sẽ tạo cho nó trước là một cái rail structure là code 00, cái code này đúng không. Bây giờ tôi sẽ vẽ profile nó trước, chọn đây new family, chọn này magic profile. Đây bạn muốn vẽ một cái viên gạch 120 chẳng hạn, cao lên 110 chẳng hạn, cao lên làm gì, 70 thôi, đại loại như vậy. Các bạn có muốn vuốt ve các kiểu cong lượn này, tùy nhá. Đây. Còn grid này, line này, offset này, chọn này này, chọn số này, hoặc là tự nhập số này, 30 này nha. Ctrl S này, lưu ở đây sẽ là trail 1. Các bạn load into project vào dự án này, chọn này edit, chọn vào rail này, chọn đây là gì, rail 1. Ok, xong cái đấy các bạn muốn nó cong lên hay nhà tùy nhá nha. Tiếp tục cái thằng bên trên này đúng top rail này, tập đi kia này, ok chọn này, ôi giời tầm này rồi nha, chọn chung một profile thì cho nó nhanh. Được chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ thấy ở đây là đây đây là bao nhiêu? 830. Đúng không? Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái family là cái con tiện này này. Con tiện đây này. Các bạn chỉ cần nó file này, new này, family. Thì trong đây nó có family là Bayluster này, thì nó có Bayluster dạng thanh này, Bayluster dạng tấm này, panel này và Bayluster dạng post này, các hiểu không nhỉ? Nó có ba cái thanh dọc này mà mình được học ở đấy nhá. Chọn này Bayluster này, chọn này, nhập cái thông số ở đây bao nhiêu, 830 này, đấy đúng không. Bây giờ vẽ một lệnh chọn xoay, lệnh Revo này, chọn mặt phẳng này, left right này. Ok, chọn đây vẽ một con tiện ra đây. Bạn thích con tiện nó như thế nào? Tôi vẽ nó đơn giản thôi nhé. Nha. Kéo này tí đây, cái bé lại tí. Nha. Exit line để chụp đối xứng. Thấy không? Ctrl S lại. Thì đây là gì? TT1. Nha. Load into project vào dự án. Đây. Người thấy chưa? Đây này. Cái bán kính này thì mình tùy mình thôi nhé. To béo gầy do mình nhé nhé. Có hiểu video không nhỉ? Hả? Đây, chọn đây. Nó có vật liệu ở đây. Được nha. Mình đặt vào đây. Tên đây là vật liệu. Được nhá. Ok. Ok. Vật liệu đây rồi.
Hình là parameter nó mà. Đúng không? Bây giờ đặt lan can em chọn đây. Thì cái vật liệu của lan can này đúng không? Vật liệu của lan can này nó tên là gì? Là cái CT1 này đúng không? Em vào reo như này. Reo như này. Em thấy cái CT1 đây không? Em click đúp của nó này. Vật liệu nó đây này. Thấy không? Đặt nó màu đỏ luôn cho nó chất chát này. Nha. Hiển thị vật liệu lên. Thấy không? Chất ngay. Ok không?